Ừ. Họ tên đầy đủ gì? Em là Vũ Đình Khỏa, Sinh năm bao nhiêu? từ 10 tháng 1. Quá trình bị bắt quả tang ấy thì khoảng 8:30 khu vực gần bến xe trung tâm Lào Cai và chuyển vào mét 132 cộng 430 thuộc dừng xe để kiểm tra. Thế lúc đó thì tôi có nhờ trong chiếc xe tôi có chở 9 bao tổng khối lượng là 8-9 tạ. Quá trình vận chuyển chuẩn thuê vào Minh Dương 3,6 cao bình tấn công là 3,6 ạ. Vận chuyển bao nhiêu lần rồi? Đây là lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên bị bắt luôn à? Vâng ạ.